Thật là vui mừng khi được gặp lại các bác anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, đúng tháng 11, 12 âm lịch năm Quý Mão 2023. Được thần tài báo mộc, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi vận phát tài, cực may, cực đỏ. Nếu như nắm bắt được cơ mệnh này thì ăn Tết cực to, giàu sang phú quý hơn người. Lộc đến từ cuối năm nay, Kỷ Mùi tiến bước tiền tài bao la, trường tồn phúc lộc vinh hoa, làm ăn khí chất ngút cao dạng ngời, vinh hoa sung túc tuyệt vời, thần tài song lộc một đời an khang. Tiết lộ sự thật chấn động giúp tuổi Kỷ Mùi, 45 tuổi, được trời Phật độ mệnh, hóa khổ thành phước, đúng 2 tháng tới, đổi đời giàu sang nứt két. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong cuộc sống này có những người luôn được sống trong nhung lụa và giàu có, và họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự may mắn hiếm hoi. Mà người khác mong mỏi từng giây phút của cuộc đời, họ cũng không thể biết được tâm trạng của người khác khi có được một phần may mắn như mình. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đều có vận mệnh của riêng mình, đặc biệt là các vị thần may mắn sẽ chiếu cố cho từng con giáp trong mỗi giai đoạn khác nhau, có đôi khi sự may mắn này lại là duy nhất giúp họ đổi đời một cách không ngờ. Trong tử vi học có nói, bước sang 2 tháng 11 và 12 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ là một trong những con giáp may mắn nhất. Nhờ sự cố gắng nỗ lực của mình, cộng thêm may mắn trời ban mà Kỷ Mùi sẽ giàu lên nhanh chóng, tiền bạc ùn ùn kéo về, ăn Tết linh đình. Và để biết được trong 2 tháng tới, Kỷ Mùi sẽ có những may mắn nào và làm sao để nắm bắt những may mắn ấy, thì xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết video ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý anh chị thân mến, có một trò chơi nhỏ, đơn giản là nhắm mắt lại, nghĩ về 3 người mà bạn yêu nhất, thương nhất, quan tâm nhất, ưu tiên nhất, xong chưa, rồi chứ 99% một thiên thượng hỏa, 1979 sẽ không liệt kê tên mình vào trong đó. Lắm lúc ta quên mất rằng, bản thân ta cũng là một người cần được yêu thương, cần được ưu tiên, cần được quan tâm bởi chính mình. Một ngày nào đó có thể Kỷ Mùi sẽ thành công, hoặc có một cuộc đời nhàn tản, khi đấy bạn sẽ cảm ơn ai, là cha, là mẹ, là bạn bè hay đồng nghiệp, là người thương hay ân nhân. Dù có cảm ơn ai, hãy nhớ đừng quên cảm ơn chính bản thân mình, cảm ơn cái bản tâm mình đã giữ lại ngọn lửa trong vắt như lưu ly mà đấu với cuộc đời. Tránh để tâm tính mình bon chen sa ngã, cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc, cảm ơn bản thân đã ngược xuôi chăm chỉ, cảm ơn bản thân đã kiên cường gồng gánh, cảm ơn bản thân đã tự chữa lành khỏi những tổn thương, tự quên đi những suy tư thiệt thòi, cảm ơn bản thân đã ở cạnh bản thể, nâng đỡ dìu nhau qua những ngày sóng gió. Vì mọi việc đang giống như trời đổ cơn mưa, thử thách bản tâm, tìm cách dập tắt ngọn lửa thiên thượng hỏa này vậy, sợ hãi khi làm điều gì đó. Ý nghĩa là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy. Nhưng bạn nên dành nỗi sợ cho việc cái khả năng bạn sẽ ở mãi cái điểm hiện tại, nơi khiến bạn mệt mỏi này, và sẽ không có gì thay đổi cả. Có nỗi sợ đấy rồi, bạn sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ trong cuộc đời. Bạn biết đấy, thỉnh thoảng bạn hay nghĩ rằng, nếu cuộc đời là một sự sắp xếp sẵn, vậy việc gì ta phải cố? Nếu vận mệnh như một cuốn sách được viết trước, vậy mọi nỗ lực có tiến sĩ nghĩa gì đây? Vì lắm lúc ở phía cuối sách giản đơn chỉ là một cái kết đẹp, còn đẹp đến đâu là do bản thân bạn tự viết. Cũng lắm lúc ở một số trang của vận mệnh, sẽ chỉ có những dòng như ước mơ thành hiện thực, hoặc nỗ lực được kết trái đơm hoa, nên nếu không tiếp tục cố gắng và chinh chiến, làm sao bạn hoàn thành cuốn sách của cuộc đời được. Tôi không kêu bạn đừng chán nản, hay đừng mỏi mệt Kỷ Mùi à, tôi chỉ muốn nói là, mệt thì nghỉ ngơi, chán thì ngừng lại, nhấp ngụm trà, ngắm thế gian một tí, rồi lại tiếp tục kiên tâm qua cái đoạn này nhé. Đừng quên yêu thương và ưu tiên bản thân, cũng đừng quên ai đã giúp đỡ bạn trong cái đoạn khó khăn, ai đã đẩy bạn vào sự khó khăn, và ai đã bỏ rơi bạn trong cái đoạn khó khăn này, mọi điều sẽ sớm ổn thôi. Lửa trên trời chập chờn thì có,
nhưng vĩnh viễn cháy trong suốt như lưu ly. Người tuổi Mùi cùng can kỷ được A Di Đà Như Lai hộ mệnh theo một thuyết Phật giáo, tuy người chịu nhiều bệnh nhưng thoát các nạn hiểm ở tuổi ngoài 40, và nếu họ qua nạn kiếp năm 62, 63 tuổi thì có thể thọ tới ngoài 70 tuổi. Quan Âm Bồ Tát ban trí tuệ, người này có học, khéo léo, mềm mỏng, thích hợp các nghề mang tính văn hóa, văn nghệ, văn chương, người này cũng làm cả công nghệ. Nữ tuổi này giỏi tề gia nội trợ, thích làm dáng mặc đẹp, họ dạy dỗ con cái khéo, người được Ma Lợi Tử ban phúc đức, tuổi này thường hiếm muộn. Nếu lấy chồng muộn màng có thể qua 38 tuổi, nhân duyên mới yên ổn, nếu lấy sớm thì cần nhường nhịn nhau thì mới lâu bền. Tuổi trẻ tiền của dễ bị hao tán, không mấy ổn định, tuy vậy năm 36 tuổi, 38 tuổi, họ được gặp cơ hội giàu có, 26 tuổi có dịp thăng tiến về nghề nghiệp, và ngoài 50 họ có phúc vận tốt, Quan Thế Âm Bồ Tát giúp, người sinh giờ tốt có thể thành người cứu nhân độ thế. Kỷ Mùi tính tình mềm mỏng, dễ cảm thông và thường tha thứ cho lỗi lầm người khác, người này không thích đấu tranh, ganh đua mà luôn muốn yên thân, con người hiền lành, chính trực, vị tha, độ lượng. Nhược điểm của họ là khó quyết đoán, gặp điều khó khăn gì dễ bi quan, lo lắng, đau khổ, người này không muốn gánh trách nhiệm mà chỉ muốn êm thấm, yên thân. Kỷ Mùi được mọi người yêu mến vì dịu hiền từ tốn, người phải sống xa cách cha mẹ, anh em, ngay đến vợ chồng cũng đôi quán đi về mới yên ổn lâu bền, chứ không nên cùng ở một nơi, một chôn. Người tuổi Kỷ Mùi ít khi thiếu thốn, ngay cả lúc không dư dật vẫn no đủ, người tuổi này phải làm nhà cửa nhiều lần, trước đủ sau giàu có bằng chính con đường tự lập. Tuy hay bỏ mất nhiều cơ hội may mắn của mình vì tính thiếu quyết đoán nhu nhược của mình vậy, con người chính trực nên dù là người thân trong nhà hay người ngoài họ cũng đối xử công bằng đúng mực, nên được mọi người yêu mến, giữ được quan hệ tốt với bạn hữu, đồng nghiệp, người nhà, cha mẹ anh em. Đàn ông tuổi Kỷ Mùi có bản tính thích khám phá, phiêu lưu và liều lĩnh, họ dám thách thức bản thân và làm những điều mà ít ai nghĩ đến, dù trông gai và gian khó, nhưng nam giới Kỷ Mùi không hề bỏ cuộc mà còn thêm phần thích thú. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi nam mạng được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn, khiến cho tinh thần căng thẳng, nên học cách thả lỏng mình. Có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Về đường tình cảm, nam mệnh có đào hoa khá vượng, tình duyên hài hòa, có duyên với người khác phái. Có thể người này sẽ dễ có cảm tình với bạn học hay đồng nghiệp, mối quan hệ qua ngày tháng tiếp xúc sẽ nảy sinh tình cảm. Người Kỷ Mùi nữ mạng thường là những người có tính cách mềm mỏng, rất dễ cảm thông và thường tha thứ cho mọi người, họ không thích việc ganh đua, đấu tranh chỉ muốn yên bình. Người tuổi Kỷ Mùi rất chính trực, vị tha, hiền lành, độ lượng, chính vì vậy khi có những việc quan trọng thì họ rất khó quyết đoán, dứt khoát, nếu gặp phải khó khăn thì rất hay lo lắng, bi quan, đau khổ, họ không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Kỷ Mùi thường rất được mọi người yêu mến sự từ tốn và tính cách hiền dịu của mình. Người tuổi Kỷ Mùi nữ mạng có mắt thẩm mỹ và có năng khiếu về thời trang, đây là những người sống nội tâm, khép kín, họ không phải là những người thích chống đối hay đấu tranh khi có điều gì không vừa ý, họ thích cuộc sống lúc nào cũng tươm tất, bằng phẳng, không có những khúc quanh, không có những đoạn gồ ghề, lúc nào cũng phải là một con đường trải nhựa sạch sẽ, là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác, vì thế họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế, những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc, họ cũng ít khi phê bình người khác, không thích sự thay đổi và sự xung đột, nên họ luôn né tránh những cuộc tranh luận, giữ quan hệ tốt với mọi người, đồng thời họ cũng là người chu đáo, họ luôn cẩn thận để không làm tổn thương bất kỳ ai, và nếu phải làm thế thì họ cũng sẽ giải quyết lại tình huống đó. Năm 2023, người tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh Hỏa, gặp năm Quý Mão mệnh Kim là tương khắc, thiên can Kỷ gặp Quý là tương khắc, địa chi Mùi gặp Mão là tam hợp, do đó, năm 2023 là một năm trung bình, ổn định với gia chủ Kỷ Mùi 1979, 45 tuổi âm lịch. Nhờ trí tuệ siêu việt và kinh nghiệm phong phú, người tuổi này có thể giành được thành công trong công việc. Đây cũng là năm Kỷ Mùi 1979, chủ động mưu tính cho công việc và tiền bạc, đạt được thành công như ý. Đối với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Quý Mão 2023, vì Hợi Mão Mùi là ba con giáp tam hợp, nên tuổi Mùi cũng bị tương hòa với Thái Tuế. Tuy nhiên,
Tuổi Kỷ Mùi sẽ có một tài sản thịnh vượng trong năm nay, Mùi và Mão thuộc tam hợp. Năm 2023 tuổi Kỷ Mùi làm gì cũng rất hanh thông, được nhiều sao cát lành vây quanh. Về tiền tài, nếu có cơ hội tốt nhất định phải nắm chắc. Năm 2023 tuổi Kỷ Mùi có thể nhận được sự phù hộ của ba ngôi sao tốt lành là Tam Thai, Thiên Giải và Hoa Cái. Tam Thai có nghĩa là bạn sẽ từng bước được thăng tiến, Thiên Giải có thể hóa giải nan đề, hóa nguy thành an. Người tuổi Kỷ Mùi năm nay tuy gặp khó khăn trong việc phát triển một số việc, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất tốt. Hoa Cái có thể phát huy hết tài năng nghệ thuật của người tuổi Kỷ Mùi, tìm ra con đường phát triển phù hợp với bản thân. Về sự nghiệp và tài vận, vận may có thể không ngừng tăng cao, có thể bứt phá trên nhiều phương diện. Người tuổi Kỷ Mùi năm nay cần cẩn thận với ảnh hưởng tiêu cực của ba hung tinh quan phù, ngũ quỷ và tử phù. Từ từng chi tiết nhỏ đều phải thận trọng kẻo rơi vào cạm bẫy do người khác giăng ra. Nếu thường xuyên phải di chuyển bằng ô tô, năm nay nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ giao thông, nếu không có thể gây họa. Sao ngũ quỷ sẽ khiến người tuổi Kỷ Mùi nghi ngờ, chán nản, thậm chí sinh ra ảo giác. Không nên thường xuyên đến những nơi xa xôi, nếu không sẽ bị từ môi trường bất lợi ảnh hưởng tiêu cực. Đừng bơi trên sông một mình, đồng thời nhiệt huyết đang nguội dần, cộng với ảnh hưởng của sao Hoa Cái, sẽ khiến tình cảm giữa tuổi Kỷ Mùi và bạn đời yếu đi, hai người có thể lựa chọn chia tay. Người tuổi Kỷ Mùi năm nay rất thuận lợi trong sự nghiệp và giàu sang, nhưng quan hệ tình cảm không được khả quan cho lắm, cần cẩn thận kẻo vướng vào kiện cáo. Năm 2023, tuổi Kỷ Mùi nên tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp và kiếm tiền, không nên quá dồn tâm sức vào chuyện tình cảm. Dành thời gian tạo phước cho mình bằng cách chia sẻ đến cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện. Nhìn chung năm 2023, được định sẵn là một năm tốt lành, nhiều may mắn đối với người tuổi Kỷ Mùi, và có hai tháng cuối năm được dự báo là thời điểm vận trình rực sáng phát tài bùng nổ. Tài lộc thăng hoa của Kỷ Mùi, nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong hai tháng này chắc chắn sẽ đổi vận giàu có nhanh chóng, phất như vũ bão. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong hai tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên xét phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi trong hai tháng cuối năm Quý Mão 2023 có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu tháng 11 âm này, vì vậy bạn cần tập trung cao độ để nắm bắt cơ hội và bứt phá. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người mới đi làm hay vừa thay đổi môi trường làm việc cũng nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển. Đặc biệt thời điểm này Kỷ Mùi còn có cả sao Tả phù và hữu bật phù trợ, khả năng cao bản mệnh sẽ có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác, đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này. Nhìn chung, khá nhiều cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là bạn có chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tuy nhiên thiên cầu hung tinh là điềm báo có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ. Đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu, cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của những chú dê. Anh chị được nhắc nhở nên thận trọng khi hành sự, để không bị sập bẫy tiểu nhân, cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc, cũng như lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình, mà khiến công sức bỏ ra đổ hết xuống sông, xuống bể. Về phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Mùi tháng 11 và 12 âm lịch. Tử vi tuổi Kỷ Mùi 2 tháng cuối năm 2023 có nhiều điểm sáng về tài lộc, con đường làm giàu trở nên cực kỳ hanh thông, người làm kinh doanh, buôn bán, có thể nhìn ra hướng phát triển mới. Tất nhiên quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại, nhưng bạn nhanh chóng tìm ra phương án khắc phục và gặt hái thành quả đáng mừng. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ngoài việc được khen ngợi sẽ không thể thiếu các khoản thưởng nóng. Cuối năm bạn có cơ hội thăng tiến, tăng lương xứng đáng với năng lực của mình, nếu có ý định mở rộng kinh doanh hay thực hiện các kế hoạch làm ăn bên ngoài. Tuổi Kỷ Mùi nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, đây là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện ước mơ của mình, cũng như nắm bắt cơ hội đổi đời. Đối với bản mệnh làm kinh doanh, muốn thúc đẩy các mối quan hệ xã giao để thuận đường làm ăn, thì nên đặt tượng Kỳ Lân ở hướng Tây Nam, nó sẽ giúp gia chủ tăng cường quan hệ xã giao và doanh số bán hàng. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 11 và 12 âm lịch dự đoán, tuổi Kỷ Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, dù còn độc thân hay đã lập gia đình, bạn đều đón nhận được niềm vui hạnh phúc từ đối phương.
Với người độc thân, bạn dễ dàng gặp được những đối tượng phù hợp về cả hoàn cảnh, tính cách, công việc, càng mở rộng các mối quan hệ, cơ hội cho bạn tìm hiểu và gặp gỡ càng lớn. Những người chưa chủ động trong chuyện tình cảm có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng, hãy mở lòng cho mình và cho đối phương cơ hội tìm hiểu trước khi đi đến quyết định quan trọng. Những cặp đôi duy trì mối quan hệ cân bằng và hài hòa, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái dưới sự cổ vũ của bản mệnh. Con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Người đã kết hôn muốn quan hệ vợ chồng hòa hợp hay người độc thân muốn xúc tiến chuyện cưới xin thì nên đặt một chiếc gương soi, gương có thể là gương trang trí, gương trang điểm đều được. Về phương diện sức khỏe, cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng, giúp đương sự duy trì thể trạng tốt, ít đau ốm, nếu có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc, yên tâm chữa bệnh ắt tật bệnh thuyên giảm. Trong 2 tháng này tuổi Kỷ Mùi chú trọng hơn tới sức khỏe của bản thân, bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên tránh được tình trạng lao lực, kiệt sức. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Mùi vẫn nên duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Năm 2023, người tuổi Kỷ Mùi chủ về bố cục Mùi Mão bán hợp, mộc cục, tạo nên tính chất mộc khí khắc thổ, mà ngũ hành thổ đại diện cho dạ dày và lá lách, tỳ vị trong cơ thể con người. Như vậy người tuổi Kỷ Mùi nên lưu ý, các thực phẩm giàu axit sẽ rất hại cho tỳ vị của bạn, bao gồm cả những đồ uống ngọt, bạn nên hạn chế đồ ăn nhanh và các loại đồ uống có ga. Trái lại, những thực phẩm có vị ngọt nhẹ từ rau củ như bí đỏ, cà rốt lại kích thích chức năng của tỳ vị, chúng bồi bổ cho tỳ vị của bạn. Trong các loại ngũ cốc, kê chính là loại tốt nhất cho hành thổ. Tử vi 12 con giáp khuyên người tuổi Kỷ Mùi cần ăn nhiều các món ăn làm từ kê và bí đỏ để cải thiện sức khỏe của mình. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Kỷ Mùi theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch vận trình người tuổi Kỷ Mùi năm 2023, địa chi thắng và thái tuế tương hại, cũng tương hại với bản mạng Kỷ Mùi. Đây là bố cục tài đến hại thân, nó ngụ ý vận trình vừa hung vừa cát. Bạn được người thân yêu quý giúp đỡ, mọi việc phát đạt, bạn cũng là người có trách nhiệm rất cao, nên làm việc vô cùng tận tụy. Những ưu điểm này vô tình mang tới họa thị phi, tiểu nhân hãm hại cho bạn. Tử vi tháng nhận thấy, người tuổi Kỷ Mùi bước sang tháng 11 năm 2023 âm lịch, với rất nhiều tin mừng trên đường công danh sự nghiệp, các thói quen thường ngày của người tuổi Mùi cũng sẽ cải thiện, theo chiều hướng hiệu quả hơn, công việc có thể trở nên bận rộn, đòi hỏi bạn phải luôn dành ra một khoảng thời gian trống, đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra. Sao thiên hình, sao xấu, đặc tính cô khắc, hình thương, tai vạ, tiểu vong, nghĩa tốt, giỏi thao lược, chủ động, xông xáo, ý xấu, dễ cao ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn, thậm chí gây họa, phạm tù tội. Nếu bạn khao khát nhận được sự kỳ vọng của mọi người vì họ muốn thể hiện bản thân là người có năng lực thì sẽ bị kiếp tài ngăn lại. Bạn mắc chứng nhạy cảm và có nỗi sợ cực độ với những đánh giá tiêu cực từ người khác khi có vấn đề không hay xảy ra trong cuộc sống. Người cầu toàn thường bị ám ảnh nặng nề hơn so với người bình thường, vì thế họ rất dễ bị stress khi liên tục nghiêm trọng hóa lỗi lầm của bản thân. Tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Kỷ Mùi khá ổn định, việc thu chi khá cân đối nên bạn không còn lo lắng nhiều nữa. Tháng 11 năm 2023 này cũng là lúc nhất bạch bay về phương Đông Bắc, cho thấy lúc này là cơ hội phát tài, có lợi cho điền sản, dựng cơ nghiệp. Nếu ai đang muốn tìm hiểu về đầu tư, kinh doanh, thì có thể bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ. Nếu bạn chỉ mới đang tìm hiểu về đầu tư, thì cũng đừng vội vàng nghỉ việc hay duy trì công việc của mình để đảm bảo thu nhập nuôi sống mình mỗi tháng. Bên cạnh đó, bạn dành thời gian rỗi để tích lũy kiến thức cho mình. Điều này rất quan trọng vì bạn không thể cố làm giàu nhanh với chút thông tin mà bạn đọc mãi không hiểu. Những ai nghỉ việc sớm sẽ có nguy cơ không có tiền đảm bảo cuộc sống cơ bản, không có kế hoạch cụ thể khiến bạn rơi từ tình huống khó khăn này sang tình huống khó khăn khác mà thôi. Sức khỏe của bạn khá tốt, giúp bạn có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm của mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe vì thời tiết lúc này đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm. Hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Tý, Tuất, màu sắc cát tường, tím, đỏ, con số may mắn 23, 99, 55.
tử vi tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng cuối cùng của năm, người tuổi Kỷ Mùi được đồng loạt các cục tương trợ, ví như gặp đúng thiên thời, địa lợi, nhân hòa để tự do phát triển vượt bậc trong giai đoạn này. Cụ thể được nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ, bước sang tháng chạp, con giáp này tự tin và tập trung làm việc, sự nghiệp có thu hoạch đáng kể, thậm chí nếu làm tốt còn có điềm báo về quyền lực, thăng chức tặng thưởng là điều hoàn toàn trong tầm tay, lại thêm tử vi cát tinh soi đường chỉ lối. Anh chị cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác quá trúc chắc, khó khăn cản trở như trước. Chuyện làm ăn tiến triển tương đối tích cực, dù có thể bạn sẽ chưa kiếm được một khoản bộn tiền ngay lập tức, hãy mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch sẵn từ trước, bạn có thể dần dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình. Hơn nữa, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý, có thể là quý nhân có tiếng trong thương trường, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Vận trình tình cảm của Kỷ Mùi tháng này cũng có nhiều khởi sắc, khi hai người hòa hợp vui vẻ hơn, mỗi khi trở về nhà bạn tìm lại được cảm giác bình yên mà mình mong muốn. Với một vài con giáp, trong giai đoạn này, bạn nên lọc bớt những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình, như một mối quan hệ hay thói quen không lành mạnh, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp gấp bội. Phương diện sức khỏe thì Kỷ Mùi không nên chủ quan, hạn chế việc ăn nhậu quá thường xuyên vì nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, mà công việc của anh chị cũng không được tập trung để xử lý vấn đề, đặc biệt khi tham gia giao thông, thì tuyệt đối không uống rượu bia, hãy biết cách từ chối khéo để không bị mất tiền và tổn hại tới sức khỏe của mình anh chị nhé. Quý nhân, Tỵ, Hợi, tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc cát tường, xám, cam. Con số may mắn, 23, 01, 39. Quý vị mệnh chủ thân mến, như đã trình bày thì quý anh chị đã biết được phần nào diễn biến từng năm của mình, và mỗi năm mỗi bản thể sẽ gặp vận hạn khác nhau, nhưng vận mệnh của mỗi người mỗi khác, theo đó sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ tùy theo âm đức từng người, không nên vì khó mà nản, không phải gặp niên vận mà bình thản. Cách giải mệnh hay tăng phước mệnh tối ưu nhất chỉ thông qua cách tu tâm ý dưỡng đức độ mà nên, trải qua diễn biến từng năm, dù tốt hay xấu, ứng nghiệm mạng yếu còn phụ thuộc rất nhiều vào âm đức phúc vận của mỗi người. Phàm trong đời với lối sống lấy cho đi để làm lời, lại thường an nhiên hơn những đường lối sát phạm làm tiến trên sức của người khác. Song song đó, việc cảm thấy đủ để tiến thêm là điều cần để tránh được những rủi ro do sao hàng năm chiếu mệnh, bởi sao hàng năm chiếu mệnh đều có lợi và hại. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, dân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình, có người thờ Phật, có người thờ ông bà, tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều, tuổi Kỷ Mùi được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất, không phải là điều dễ dàng. Nếu quý anh chị Kỷ Mùi cũng quan tâm đến Phật bản mệnh, thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị theo dõi tiếp sau đây. Như Lai Đại Nhật, tên tiếng Phạn của Ngài là Vidana, có thể dịch là Phật Maha Tỳ Lô Giá Na, còn được gọi là Phật Tỳ Lô Giá Giá Na, biểu thị là Phật Đà Từ Bi đã ban cho chúng sinh sự gia trì vô lượng ánh sáng Phật, giống như mặt trời của dân gian, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sang hèn, hiền ngu, không phân biệt tốt xấu, đối với vạn vật trên mặt đất đều phổ chiếu bình đẳng. Ngài là bản tôn, đồng thời Ngài là Phật căn bản tối thượng được mật giáo cung phụng, kinh điển căn bản là Đại Nhật Kinh Sớ, cho dù trong kim cương giới hay trong thai tạng giới của Đông Mật, hoặc cho dù trong sự bộ, hành bộ của tạng mật, Ngài đều có địa vị hiển hách. Trong tứ bộ mật tục của Phật giáo tạng truyền, thuộc về bộ Như Lai trong hành bộ và tục bộ. Như đã nói ở trên, khi được sinh ra con người thường có một vị Phật, vị Bồ Tát hộ thân, Phật bản mệnh, ở đây Phật bản mệnh tuổi Mùi là Như Lai Đại Nhật. Biết được điều đó mà con người chuyên tâm tích phúc tích thiện hơn, không làm những điều trái với lương tâm, kiến thành hướng tới bản tôn, cầu nguyện thì mọi hung họa cũng qua đi. Khi đó họ đeo đá hộ mệnh có hình tượng Phật bản mệnh mới phát huy được tác dụng, kết hợp nhất thể với trường khí của con người, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, gia đình hạnh phúc, xã hội an khang. Trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn cũng nói rất rõ về việc chuyên tâm làm việc phúc cũng có thể cải được mệnh số. Đây chính là ý nghĩa sâu xa của việc đeo dây chuyền hình Như Lai Đại Nhật, là hướng con người đến điều thiện. Mang trang sức hình Như Lai Đại Nhật bên mình để nhắc nhở bản thân, đoạn trừ cái ác, qua đó mà mọi tai ương đều được hóa giải. Nếu người đeo Phật bản tôn hộ mệnh chuyên làm việc ác, chuyên tìm mọi cách để chia rẽ, để phá quấy người khác thì chẳng cứ sau này họ phải nhận quả báo, mà có thể bị ứng hiện ngay trước mắt, ứng trong đời này, kiếp này. Đeo Phật bản mệnh sẽ giúp người tuổi Kỷ Mùi hộ thân, Phật bản mệnh là vị Phật sẽ đi theo bạn để phù hộ và độ trì cho bạn trên suốt chặng đường đời.
Khi đeo mặt Phật luôn ẩn chứa niềm tin và sự tin cậy của bạn trong đó, mong muốn giữ Phật bên mình đời đời bình an. Công việc và tài chính Phật bên bạn, độ trì cho bạn để tránh tiểu nhân hãm hại, nếu có khó khăn thì có thể vượt qua, hướng đến sự nghiệp phát triển hơn, con đường rộng mở và tốt lành hơn, học tập giúp khai mở trí tuệ, nhớ được lâu hơn, học hành tốt đẹp, thi cử thành công, tương lai mở rộng. Sức khỏe, sản phẩm chất liệu bằng bạc thái hay đá, tự nhiên sẽ luôn tốt cho người đeo, giúp tăng nguồn năng lượng và bảo vệ sức khỏe. Tình duyên, nhiều người chọn đeo Phật bản mệnh để hóa giải lận đận về đường tình duyên. Với ai có gia đình thì mong muốn gia đình được bảo vệ, tránh những điều không tốt. Những việc tuổi Kỷ Mùi nên làm để được Phật độ, thọ giới và bố thí. Những người tu đạo biết thọ giới và bố thí. Cúng dường đương nhiên cũng là một trong ba kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất. Đó là những người hiểu và làm theo lời răn dạy hướng thiện, người có thể cắt bỏ nhân ác. Người thích bố thí thì đương nhiên có thể gặt hái quả tốt. Thường khi nói đến thọ giới, chúng ta thường hay nghĩ ngay là không được làm điều này, không được làm điều kia. Phải giữ gìn các điều cấm giới rất khó giữ, mà phạm vào là coi như có tội. Chúng ta cảm thấy giới như một sự gò bó khó chịu, một gánh nặng phải đeo mang. Thế nhưng Đức Phật chế lập ra giới vốn không phải để giới hạn bất cứ vấn đề nào cả, và thọ giới không có nghĩa là gượng ép bản thân vào một kỷ luật sắt thép nào đó, để rồi cứ tiếp tục lòng vòng trong các cõi luân hồi bất tận, mà thọ giới có nghĩa là thâu nhận lấy một bản thể thanh tịnh giải thoát vào tâm mình, để rồi ra sức trì giữ và phát triển cho bản thể ấy trở thành quả giải thoát viên mãn, khỏi luân hồi. Giới luật của Phật giáo chú trọng tu thân làm người, điều này được gọi là ngưỡng chỉ duy Phật Đà, hoàn thành nhân cách ngưỡng vọng và noi theo tấm gương Đức Phật để hoàn thành nhân cách. Làm một con người tốt, tu thân hoàn thành mới có thể khai phá trí tuệ sáng ngời bên trong, chứng ngộ chân lý cao nhất dù chúng ta ở đâu. Chỉ cần giữ được giới thì sẽ càng ngày càng gần Phật, ngày ngày tu theo Phật mà không theo lời dạy thì không thể chứng ngộ quả Phật, thoát khỏi khổ đau. Vậy còn bố thí là gì? Bố thí đơn giản là sự mở lòng ra đối với thế giới chung quanh, đó là sự hiểu biết cảm thương đến hoàn cảnh không may của người khác. Để rộng lòng giúp đỡ, mở tâm là dấu hiệu của giác ngộ, điều kiện để vượt qua tập quán tham chấp khổ đau và thực nghiệm giải thoát an lạc. Nói đơn giản, bố thí nghĩa cho cái gì của mình mà có thể đem ra cho người khác thì gọi là cho. Người Phật tử thực hành bố thí đúng pháp, không bao giờ cho suông mà phải dụng tâm, hiểu một cách đơn giản. Dụng tâm nghĩa là khi bố thí cần hiểu và thấy rõ, chánh niệm cao độ với việc mình đang làm, cho nhiều hay ít, tốt hay xấu không mấy quan trọng, điều cần thiết là hãy cho bằng cả tấm lòng, nghĩa cư trân trọng và cung kính. Nguyện với lòng tăng trưởng thiện pháp này cho cuộc đời thêm vui, thấy rõ và tin tưởng vào phước báo của việc lành đang làm, trước trong sau khi bố thí tâm đều hoan hỷ, chính là dụng tâm bố thí. Người vừa thọ giới vừa biết bố thí, thực hiện theo đúng lời răn dạy của chư Phật Bồ Tát, đương nhiên sẽ đến gần hơn với Đức Phật và được các ngài chở che gia phúc. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.